Tiếp theo mời quý vị nghe bài Nhà báo Hoàng Hải Vân Nghe qua thì thấy ông rất khoan dung Nhưng thực tế không phải vậy Của tác giả Thái Hảo Lúc khuya, có một bạn Facebook gửi cho tôi một ảnh Chụp bài viết của nhà báo Hoàng Hải Vân Nói về Sư Minh Tuệ Tôi nhờ anh chụp toàn bộ bài viết ấy giúp tôi Vì tôi đã bị tác giả này block cách đây 2 năm Sau khi tôi phản biện bài ông ấy viết về nhà văn Nguyên Ngọc Câu chích ở tiêu đề trên là mượn chính lời nhà báo Hoàng Hải Vân khi ông nói về tu sĩ Minh Tuệ. Đọc xong, tôi tóm tắt bài viết của tác giả Hoàng Hải Vân trong một câu như sau: Có một đám đông u tối và hung hãn đang ngưỡng mộ một kẻ đạo đức giả là Minh Tuệ. Để chứng minh cái đạo đức giả ấy của ông Minh Tuệ, nhà báo Hoàng Hải Vân dẫn ra ba ví dụ. Một là việc Minh Tuệ nói rằng mình bị đánh ở Quảng Nam nhưng lại không nói rõ ai đánh và Hoàng Hải Vân nhận định nghe qua thì thấy ông rất khoan dung nhưng thực tế không phải vậy nếu thực sự khoan dung thì ông không nên nhắc chuyện ông bị đánh còn nếu phải chỉ ra thì ông nên chỉ đúng người đánh một người hay hai người cụ thể để dân chúng còn lại của tỉnh kia không thấy lời ông làm họ bị tổn thương ví dụ thứ hai là việc ông minh tuệ kể lại một lần đi khất thực nhưng qua một huyện mà không ai cho ông đồ ăn và minh tuệ cũng nhắc tên cái huyện ấy và Hoàng Hải Vân cũng nhận định về Minh Tuệ bằng một câu hỏi tu tử để cho người ta thấy cái huyện kia kỳ thị với Phật giáo chăng. Ví dụ thứ ba, để chứng minh rằng ông Minh Tuệ là một kẻ đạo đức giả, tác giả Hoàng Hải Vân dẫn ra câu nói của ông Minh Tuệ về chú Đại Bi. Theo tác giả này, ông Minh Tuệ tự biết rõ sức ảnh hưởng của mình nên việc ông phủ nhận chú Đại Bi là nhằm xúi dục dân chúng tẩy chay một số kinh sách Phật giáo, chứ chẳng phải từ bi gì với ma quỷ cả. Thú thực, tôi không muốn bình luận gì thêm nữa về mấy ví dụ cũng như các kết luận kèm theo mà nhà báo Hoàng Hải Vân đã nêu ra vì chúng quá phiến diện, ấu trĩ và có phần ma mãnh nữa. Nhưng đành phải nói cho rõ. Trong một clip, Sư Minh Tuệ có kể về việc bị đánh ở Quảng Nam khi có người nhìn thấy miệng ông máu me thì hỏi và ông bảo rằng do có cái mụt trong miệng. Sau đó ông mới hối hận vì dù đó là lòng tốt nhưng lại phạm giới nói dối nên ông đi tìm người kia để nói lại. Nhưng tìm không thấy, sau này khi có người khác hỏi đến những trắc trở trên đường khất thực thì ông mới nhắc lại việc bị đánh này một lần nữa, với mong muốn rằng người từng bị ông nói dối kia sẽ nghe được và cũng là để sám hối cái hành vi nói dối thùa nọ của mình. Nhà báo Hoàng Hải Vân không biết rõ câu chuyện hay chỉ đang cố tình nói một nửa sự thật. Điều này chắc chỉ ông tự trả lời được. Tuy nhiên dù thế nào thì lời phán xét của vị nhà báo này cũng là ngụy biện. Đi trên đường và bị người lạ đánh, sau này nhắc lại thì nếu có muốn chỉ mặt đặt tên thì cũng đâu biết ai để mà nói cho rõ. Và ông nói rằng bị đánh ở Quảng Nam thì đó là một lời nói thật, ông đâu bịa đặt gì. Còn chỉ vì một người ở Quảng Nam đánh ông mà thiên hạ ghét cả tỉnh Quảng Nam thì đó là lỗi của thiên hạ, sao ông quản được? Hai ví dụ còn lại thì tôi không muốn phân tích nữa vì thấy thừa thãi rồi. Ông Hoàng Hải Vân cần nhớ, các clip ghi lại những lời trên của ông Minh Tuệ là lúc ông chưa nổi tiếng, chưa mấy ai biết ông cả, ông chỉ đang lầm lũi một mình trên đường. Nên Hoàng Hải Vân vu cho ông rằng ông biết sự nổi tiếng và sức ảnh hưởng của bản thân nên cố tình dùng sức mạnh ấy để đám đông chửi cả tỉnh, cả huyện hay phế bỏ kinh sách Phật giáo thì đó là một sự suy diễn vô căn cứ và ác ý nhằm gán tội cho một người vô tử nhà báo Hoàng Hải Vân không biết hay biết mà cố tình không nhắc tới một điều rất quan trọng trong giới của người tu hành, đó là không nói dối. Sư Minh Tuệ, khi có người hỏi thì nói và biết gì nói nấy, nói đúng sự thật. Về sau này, lúc đã có nhiều người biết đến ông thì cũng đồng thời có vô số câu hỏi được đặt cho ông. Chúng ta biết là trong số đó, rất nhiều câu lặp đi lặp lại, có không ít câu hỏi ngây ngô, nhưng ông vẫn nhiệt tình trả lời. Nhà báo Hoàng Hải Vân không nhìn ra, trong đó sự vô tư, lòng nhiệt thành và trong sáng của một con người lại đi quy kết cho ông có mưu đồ, ý đồ xấu. Một điều nữa mà hình như nhà báo Hoàng Hải Vân cũng vờ như không biết đến, đó là việc ông Minh Tuệ đã luôn lặp đi lặp lại rằng, ông chỉ là một người bình thường đang đi tập học theo lời Phật dạy. Ông luôn khẳng định rằng mình chưa chứng đắc gì cả, chưa phải là thánh là thần gì hết thậm chí mỗi khi có người xin quy y thì ông liền xua tay nói hãy tự mình hướng tâm đến phật mà quy y ông không nhận là thầy cũng không thu nạp đệ tử ông cũng từ chối thuyết pháp những gì ông chia sẻ chỉ là từ kinh nghiệm và học hỏi của bản thân biết gì nói nấy nói như các cuộc trò chuyện bên đường thế thôi như thế việc thiên hạ kính trọng ông ngưỡng mộ ông sùng bái ông đó là việc của thiên hạ sao nhà báo lại quy trách nhiệm cho ông như thể ông cố tình toan tính và thao túng cái đám đông ấy. Nhà báo Hoàng Hải Vân không thấy đã nhiều lần ông Minh Tuệ kêu gọi mọi người hãy về làm công việc của mình sao? Nhà báo cũng không thấy không ít lần ông đã phải băng suối, vượt đèo để tìm sự yên tĩnh sao? Tôi tin là một người đã theo dõi kỹ và cố tìm ra những chi tiết nhỏ nhặt như trên để phê phán Minh Tuệ. Nhà báo không thể không biết tất cả những điều này. Trên đây là chân dung Minh Tuệ một kẻ đạo đức giả và có mưu đồ trong cái nhìn của nhà báo hoàng hải vân cái chân dung đã tạo nên một đám đông quyền lực thật đáng sợ bây giờ nói đến cái đám đông này nhà báo hoàng hải vân nhắc lại một cái tút của ông lê kiên thành để chứng minh điều đã nói về cái đám đông ấy tút bị nhiều người xông vào chửi te tua phải gỡ tút xuống tác giả viết lấy hành vi của vị hành giả hạnh đầu đà làm chuẩn mực để công kích sư sãi và công kích những ý kiến không đồng thuận với vị hành giả, không những rất trái với Phật pháp mà còn tạo ra sự nguy hiểm về quyền con người trong xã hội. Một lần nữa, tôi lại phải lặp lại câu hỏi đã nêu trên rằng nhà báo Hoàng Hải Vân không biết hay biết mà cố tình nói khác đi. Người ta phê phán một cái tút là vì nội dung của tút đó chứa đựng nhiều sai lầm trong tư duy và nhận thức, chứ không phải vì họ lấy hành vi của vị hành giả hạnh đầu đà làm chuẩn mực. Cũng thế, dân chúng chỉ trích một số sư sãi vì chính hành vi của những vị ấy, chứ đâu phải vì lấy hành vi của vị hành giả hạnh đầu đà làm chuẩn mực. Chẳng lẽ nhà báo Hoàng Hải Vân không thấy những phát ngôn xàm xí hoặc tào lao hoặc độc hại của những vị ấy? Chẳng lẽ những cúng nhà, cúng vong, trục vong, thỉnh linh thức, vân và vân vân không đáng phê phán? chẳng lẽ nhà báo không biết rằng trước khi ông minh tuệ xuất hiện thì từ nhiều năm nay cộng đồng đã luôn phê phán và gọi những người khoác áo tu ấy là sàm tăng ma tăng biết vậy tại sao ông lại lái sang việc cho rằng cộng đồng lấy sư minh tuệ làm chuẩn mực nên mới có những sự chỉ trích đấy chẳng lẽ nhà báo không biết rằng chính các vị kia đã tự đăng đàn chửi bới người tu hạnh đầu đà trong khi ông ấy không hề nói gì đến họ và cũng không hề nói lại tiếng nào Chẳng lẽ ông không hề hay biết rằng chính giáo hội mà các vị kia đang là thành viên cũng chịu không thấu mà buộc phải ban ra các án phạt. Tôi vẫn không tài nào lý giải được là tại sao với những thông tin đã được trưng ra trước ánh sáng và luôn chiếm sóng trên truyền thông như thế nhưng một nhà báo suốt ngày ở trên mạng lại không hề hay biết. Vậy rốt cuộc, sự thật là ông không biết hay rất biết nhưng vì một lý do khó nói nào đó mà đã lơ đi và lái câu chuyện sang hướng khác. Điều khó hiểu nhất là cái băn khoăn sau đây của nhà báo Hoàng Hải Vân. Điều bất thường là một số giáo sĩ tôn giáo khác cũng ca ngợi vị hành giả hạnh đầu đà. Xưa nay, các tu sĩ ở các tôn giáo khác nhau thể hiện lòng tôn trọng dành cho nhau vốn không hiếm, nếu không nói là rất nhiều. Nhìn rộng hơn, Việt Nam từ thời trung đại tam giáo đã đồng nguyên, nghĩa là hòa hợp và chung sống một cách nhuần nhuyễn khi đạo công giáo vào sau thời gian bỡ ngỡ ban đầu thì cùng hòa vào với đời sống tinh thần việt góp phần làm nên văn hóa việt nam trên thế giới ngoài vài tôn giáo cực đoan thì cơ bản các tôn giáo vẫn chung sống trong hòa bình nhà báo hoàng hải vân không những không thấy điều đó mà còn tưởng tượng ra rằng họ ca ngợi vị hành giả này để gián tiếp bài bác phật giáo với tư cách là một giáo hội quy kết nhà nước xâm phạm tự do tôn giáo cố tình không thấy sự thật không thấy tinh thần hòa hợp tôn giáo rất tốt đẹp mà chính nhà nước cũng đang tuyên ngôn và kêu gọi để lái câu chuyện sang hướng chống phá đó là bài nghe rất quen nhưng cũng rất vụng không xứng đáng với ngồi bút điêu luyện của nhà báo hoàng hải vân mở đầu thì nhà báo hoàng hải vân viết rằng có ngàn vạn con đường hướng phật mọi con đường hướng phật cũng như mọi pháp mang đến sự thiện lương cho con người tôi đều tôn trọng. Tôi cũng tuyệt đối tôn trọng sự ngưỡng mộ của mọi người đối với vị hành giả khất thực hạnh đầu đà. Thế nhưng, đọc hết bài viết của ông thì người ta chẳng hề thấy một sự tôn trọng nào. Ngược lại chỉ thấy trong mắt ông hiện lên toàn người xấu. Nếu không u mê thì cũng hung hãn, nếu không âm mưu thì cũng có ý đồ. Trong mắt ông, người khất sĩ vô sản kia và đám dân đang phê phán những kẻ dối tu đều là người xấu cả. Vậy rốt cuộc, với ông ai mới là người tốt Cổ suý, bảo vệ sự lương thiện Lên tiếng góp ý và phê phán những cái sai, cái xấu Đó là tinh thần trách nhiệm Mà bất cứ người cầm bút tử tế nào Cũng cần lấy làm tôn trị Nhưng thật khó hiểu Ông Minh Tuệ, một kẻ tứ cô vô thân Chỉ có manh áo rách và cái lõi nồi cơm điện Ngủ lang Bên gốc cây, nhà hoang, nghĩa địa Một người đã luôn lặp lại Rằng bản thân chỉ là phàm phu đang đi tập học Ông hết sức Biết thân biết phận và khiêm tốn sống không hại đến ai, không nói xấu ai, một mực luôn chúc cho người khác được hạnh phúc tốt đẹp, dù họ có đánh có chửi mình. Nhưng sao lại có lắm kẻ ghen ghét, đố kỵ đến thế? Không những vậy, người thô lỗ thì lồng lộn tức tối, hòa bốc ra miệng không kìm được lời. Kẻ danh mãnh thì dùng bút sắt bọc nhung, đâm người bằng chữ nghĩa không biết ghê tay. Thật lạ lùng. Kính thưa quý vị, trong lịch sử tôn giáo tại Việt Nam, trải bao nhiêu triều đại, thế hệ, thời vua chúa, phong kiến, Đến thời thực dân, trong chiến tranh cũng như lúc hòa bình, gian khổ hay thịnh vượng, ít thấy, đúng hơn, chưa từng thấy một sự kiện nhiều người cho là một hiện tượng. Có lẽ vô số người, hàng ngàn, vạn, nếu không dám nói hàng triệu người đã chú ý, quan tâm, theo dõi. Và lắm người cảm thấy như một cơn sốc, cơn lốc, như cơn sóng thần hình xã hội mạng, hoặc nhiều người còn có những cảm nghiệm xa hơn, cao vời hơn trong góc độ tâm linh. Chính là sự xuất hiện của sư Minh Tuệ đã có vô vàn thông tin nơi cộng đồng mạng, hằng hà xa số hình ảnh, video và nhiều hình thức truyền thông chớp nhoáng khác. Hai từ minh tuệ đã và đang trở thành sự choáng ngợp trong nhiều lĩnh vực, nhiều góc độ, nhiều bài viết và phản biện, đủ mọi chiều hướng, không thể sàng lọc hết sứ mệnh, mục đích, hiệu năng và tác động của mọi kênh truyền thông và xã hội Việt Nam trong nước cũng như khắp các nơi hải ngoại. Với tạp ghi này, tôi chỉ cô đọng nhấn mạnh sự tương đồng, trùng hợp và tương xứng về ý hướng và cung cách sống khổ hạnh, thanh bần và khó nghèo. Nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc từ bỏ những ham muốn vật chất để đạt đến sự giác ngộ, giải thoát hoặc cứu rỗi hơn là so sánh những điểm khác biệt giữa hai đức tin tôn giáo, truyền thống, Kitô tô giáo và Phật giáo. Mục đích của cả hai truyền thống là giúp con người đạt được hạnh phúc đích thực và sống một cuộc sống có ý nghĩa. Bằng cách từ bỏ những ham muốn vật chất, con người có thể tập trung vào những điều quan trọng hơn trong cuộc sống, chẳng hạn như tình yêu thương, lòng trắc ẩn và sự giác ngộ nên thánh. Trong khuôn khổ giới hạn bài chia sẻ này, tôi mong chia sẻ một góc nhìn rất hẹp, kiến thức giới hạn, thông tin thưa thớt, bất cập qua lăng kính Kitô giáo công giáo, tin lành, chính thống giáo, Cơ đốc giáo các giáo phái tin vào Đức Giêsu là Chúa. Viết theo quan điểm kiến thức và tính chủ quan cá nhân không mang danh nghĩa bất cứ một giáo phái, giáo hội, tập thể, cộng đoàn hay bất cứ tổ chức nào. Lăng kính Kitô tô giáo trong bài này lại giới hạn duy nhất trong sự tương đồng, tương quan, trùng hợp giữa đức tin tôn giáo và hành đạo của sư minh tuệ và Kitô tô giáo không khen chê, không đánh giá và tuyệt nhiên không có thẩm quyền định thẩm tinh thần tu thân, triết lý và phương châm hành đạo của sư minh tuệ hoặc bất cứ nhân vật nào trong tài liệu được trích dẫn để chứng minh. Linh mục và người Kitô hữu nghĩ gì, nói gì, giao giảng gì? Sư Minh Tuệ không giao giảng, không phô trương kiến thức tôn giáo, bằng cấp hay bất cứ một chức sắc gì trong giáo hội, không là thành viên, không thuộc về giáo hội. Nhưng hình ảnh và phong cách sống chân tu của sư đã vang đi khắp nơi trên thế giới. Từ trong nước ra đến các lục địa, các quốc gia có người Việt định cư nhiều linh mục đã giảng về sư minh tuệ, không chỉ chia sẻ qua các kênh cá nhân, nhưng đặc biệt là ngay trong các thánh lễ, lễ chủ nhật, nơi tòa giảng, trên cung thánh, tránh điện. Không phải ai cũng được phép giảng nơi cung thánh, trong giáo đường, và chủ đề giảng thường là dựa vào kinh thánh, điển tích, các bài đọc trích ra từ trong kinh thánh. Nhưng động lực nào, lý do gì và yếu tố nào thôi thúc các linh mục chọn thời điểm, địa điểm, hết sức cung kính, Nghiêm trang và trân trọng để đưa sư Minh Tuệ vào sư vụ giao giảng cho tín hữu. Tất nhiên không có chỉ thị hoặc ngăn cấm từ các cấp lãnh đạo cao hơn như giám mục hoặc hồng y, và sự chọn lựa đưa sư Minh Tuệ vào bài giảng là sự tự do, sự thôi thúc và cảm nghiệm riêng của cá nhân hoàn toàn độc lập. Hiếm, rất hiếm người công giáo được nghe giảng trong giáo đường về hạnh của một sư Phật giáo, ngay cả Đức La Lạt Ma hoặc các cao tăng thiền sư có tiếng trong nước hoặc hoặc ở hải ngoại. Vậy, những gì đã gây ấn tượng mạnh, tác động mạnh vào tâm thức của các nhà lãnh đạo Kitô tô giáo? Trong lễ tang, vị linh mục trẻ chia sẻ, một ai đó hỏi, có người xin sư hiến nội tạng, sư có cho không? Sư đáp, cho con 10 ngày. Người hỏi ngạc nhiên, hỏi sao lại 10 ngày? Sư đáp, để thân xác con được thanh lọc. Một sự đối đáp vừa chân thành, vừa khiêm nhu, vừa thánh thiện. Không những sư sẵn sàng dâng hiến toàn thân nhưng lại còn muốn dâng hiến với sự thanh sạch, không tỳ ố, dâng hiến trọn vẹn trong sự toàn hảo. Sự đối đáp của vị chân tu vừa thánh thiện, vừa không ngoan, không khác gì cung cách hành xử và đối đáp của Đức Giêsu khi Ngài bị người đời vặn hỏi, chất vấn. Không phải chiếc áo, không phải con người xác thịt. Mượn lời của vị chủ tịch tỉnh Quảng Trị, Võ Văn Hưng, chỉnh sửa, dạy bảo, khuyên răn người cấp dưới về quyết định và hành động không đúng với văn hóa và đạo đức làm người người quảng trị đáng mến người ta đành lễ cái cách tu nhân phẩm đạo đức và đức phật nằm trong người của ông các anh không đành lễ ông minh tuệ nhưng đành lễ đạo đức và cách tu tập theo phật của ông ông còn khuyến cáo hai quan chức xã đến đành lễ sư minh tuệ không đến bái lại sư vì xác phạm vì con người bằng xương bằng thịt nhưng vì đức độ sự thánh thiện chân tu của ông đã tỏa sáng đến mọi người nghe đi nghe lại lời dân dạy khoan thai nhẹ nhàng và thiết tha thật lòng, càng nghe càng thấy thấm thía, một bài đức dục, bài giảng dạy về giá trị truyền thống, luân thường đạo lý, văn hóa Việt của một cán bộ lãnh đạo càng thấm lòng. Đấy, một chứng minh hiếm có, xuất phát từ cái tâm chân thành của một nhà lãnh đạo cấp cao trong chính quyền. Vô tình, vị chủ tịch tỉnh này đã trở thành đóng vai một đại sứ văn hóa của không những riêng cho tỉnh Quảng Trị, nhưng cho cả nước, mọi người thấy vinh dự và vui lây. Ông nói thay cho bao nhiêu người, không chỉ gian bảo hai ông cán bộ xã, nhưng cho mọi người, không phân biệt tôn giáo. Với địa vị của người có thẩm quyền và trách nhiệm, ông thoát ra khỏi cương vị quyền lực để thốt lên những tâm ý truyền tải giá trị tinh thần mà mọi người tôn kính, khâm phục sư minh tuệ. Dù có muốn thét lên, vẫn không có hấp lực, sức mạnh và tác động mạnh như tâm tình của riêng ông chỉ trong vòng vài phút nhắn ngủi. Mời mọi người cùng lắng nghe ông. Quý vị vừa nghe xong bài viết Sư Minh Tuệ qua lăng kính Kitô giáo bài 1 của tác giả Bernard Nguyên Đăng được đăng trên trang web Sài Gòn Nhỏ. Kính thưa quý vị, sự kiện vị hành cước tu sĩ Thích Minh Tuệ khởi cuộc hành pháp đơn độc xuyên Việt Nam lần thứ 6 đã trở thành cái gai trong mắt giáo hội Phật giáo Việt Nam do nhà nước Cộng sản dựng lên, vốn nhằm kiểm soát tín ngưỡng theo mô hình của Trung Quốc. Tôn giáo, chạy lính. Hình ảnh vị sư gầy gò, khiêm tốn, không nhận cúng dường tiền bạc và chỉ đi theo lối khất sĩ để tu tập đã làm cảm động dân chúng Mộ Đảo cả nước. Khởi đầu thì một ngày người chặn đường hỏi thăm rồi đến gửi thức ăn cúng dường. Cho đến ngày 15 tháng 5, người ta chứng kiến cả trăm người đi bộ theo sư Thích Minh Tuệ để bày tỏ lòng kính trọng, nhiều người dân chạy trước để quét đường không để tổn thương chân trần của vị sư. Vấn đề của sư thích minh tuệ là các tu thanh bạch, chân chính và khiêm tốn, không nhận tiền của của ông đã bất ngờ tạo thành một sự đối nghịch gay gắt với những lời giao giảng, hù dọa Phật tử, hối thúc cúng dường và vạch rõ sự vô nghĩa, xe xua của các quan chức Phật giáo nhà nước hay tự xưng mình là Đại Đức, Hòa Thượng, không ngượng miệng. Trên các trang mạng hàng ngày, tràn ngập các video ca ngợi cách tu của ông Thích Minh Tuệ cùng với các bản video của các tăng sĩ nhà nước tạo nên nghịch cảnh giờ khóc giờ cười. Tức giận và bẽ bàng, ông Thích Trân Quang, sư nhà nước đã đăng đàn gọi sư tuệ là thằng ba trợn. Nhưng ngay lập tức, sự phản ứng đã dữ dội đến mức khiến ông Quang phải vội vã kéo video xuống và cắt bỏ những phần chửi bới xúc phạm sư tuệ, nhưng vẫn chậm hơn sự nhận biết của dân chúng. Như để tiếp sức với ông Quang, ngày 16 tháng 5, Giáo hội Phật giáo Quốc Doanh đã phát đi một văn thư như một loại truy nã tôn giáo, ký tên Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Quốc doanh gửi khắp các cơ quan địa phương, kể cả Ban Tôn giáo và A-02 của Bộ Công an, tức Phân ban chuyên chống phản động của Hà Nội. Văn bản ghi số 151, Hòa Tốc gửi đi từ Hà Nội, báo cáo rằng, trong mấy ngày nay, ông Lê Anh Tú đang đi bộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh hướng về Khánh Hòa, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố có thông báo tới đông đảo Phật tử và nhân dân được biết để không ngộ nhận, ông Lê Anh Tú là nhà sư liên hệ với chính quyền địa phương có biện pháp ngăn chặn hành vi sử dụng mạng xã hội tạo làn sóng dư luận xúc phạm Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chính văn bản này khi bị tiết lộ chính là cao trào của những những nhận rõ về cái gọi là Giáo hội Phật giáo do nhà nước dựng lên từ năm 1981. Hình ảnh của ông Thiện hay ông Quang chỉ là đại diện nhỏ lẻ của một hệ thống tăng ni được nhà nước Việt Nam nuôi dưỡng, thao túng và lạm quyền trong âm mưu kiểm soát cả Việt Nam bằng tôn giáo, xã hội chủ nghĩa. Những con số tài sản rùng rỉnh đang được đồn thổi trên mạng có thể là không chính xác, nhưng hoàn toàn đối lập với hình ảnh một người tu sĩ nhẫn nại và an nhiên trên con đường hành đạo của mình mà không hề có bóng dáng tư lợi. Sư thầy Thích Minh Tuệ, vị sư được người dân cung kính, 13 pháp tu khổ hạnh đầu đà, gọi là sư thầy, thường được các Phật tử hoặc người dân hay gọi các nhà sư tu tại chùa. Còn như thầy Thích Minh Tuệ cũng đã chia sẻ rất khiêm tốn, ông chỉ là một công dân Việt Nam bình thường, học tập theo lời dạy của Đức Phật và xưng là con với tất cả mọi người. Người dân gọi là sư thầy vì lòng kính trọng với ông vì sao thầy Thích Minh Tuệ được mọi người cung kính? Thầy Minh Tuệ tu 13 hạnh đầu đà khổ hạnh. Lối tu rất cực khổ, gian nan mà ít người trong thời hiện đại bây giờ làm được. Hạnh đầu đà khổ hạnh là một thực hành Phật giáo, mặc áo vá, ngày ăn một bữa, ngủ ngồi, tối ngủ dưới gốc cây hoặc nơi nhà hoang, nghĩa địa. Cách tu của thầy gợi cho chúng ta thấy gần hơn với hình ảnh của Đức Phật và tăng đoàn trong quá khứ. Dưới cái nắng nóng gay gắt hình ảnh thầy đi chân trần trên đường nhựa quốc lộ khiến nhiều người cảm động và xót xa đặc biệt là thầy không nhận tiền cúng dường mà chỉ nhận đủ một bữa chay vào buổi sáng ở thầy toát lên một sự chân chất thật thả không hoa mỹ thầy không nói điều gì cao siêu huyền bí nếu có ai hỏi về phương pháp tu hành thầy luôn nói là giữ giới phát nguyện tu theo hạnh nguyện của bậc chánh đẳng tránh giác cố gắng làm việc tốt thầy luôn nói giữ giới là cốt lõi của tu hành. Trong suốt hơn 6 năm, thầy Thích Minh Tuệ đã đi bộ hàng ngàn cây số khắp mọi miền đất nước. Hành trình ấy đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người Việt. Đó không chỉ là việc tu tập cá nhân mà còn là sứ mạng lan tỏa Phật pháp đến với cộng đồng, lan tỏa tinh thần yêu thương và giác ngộ đến với mọi người. Những câu chuyện về sự kiên trì, ý chí và lòng nhân ái của thầy đã truyền cảm hứng cho nhiều người, khơi dậy niềm tin và hy vọng trong cuộc sống. Bước chân của thầy từ nay sẽ không lẻ loi. Trên mạng, chúng ta có thể thấy những hình ảnh và video ghi lại cảnh rất nhiều. Phật tử và người dân đi theo thầy Thích Minh Tuệ, từ người già đến trẻ em, nam thanh nữ tú vân vân. Điều này thật đáng quý trọng. Tuy nhiên, những việc thầy đã thực hành lại đi ngược lại với cái văn bản của giáo hội Phật giáo Việt Nam và các sư kinh doanh thích cúng dường. Nên hiện tại, thầy đã buộc phải ẩn tu sau sự lồng lộn tức giận của các quan chức tôn giáo cộng sản. Sư Thích Minh Tuệ nói, mình sẽ ẩn tu để tránh làm phiền mọi người. Trong toàn bộ câu chuyện của Sư Thích Minh Tuệ, hình ảnh một người tu áo vá, an nhiên với hành trình đạo Pháp của mình, đã bất chiến, tự nhiên, thành với cả một hệ thống tay sai tôn giáo điên cuồng, muốn hủy diệt hình ảnh thanh bạch truyền thống của Phật giáo Việt Nam. Điều đáng ngạc nhiên cho thấy giữa chẳng chịt các luật lệ, những ngôn luận vuốt đuôi nhà nước với cái gọi là thế lực thù địch, bẫy dập trực trở. Tôn giáo chân chính vẫn điềm nhiên đi xuyên qua, không mất một chút lực nào. Hình ảnh một hành giả khoác áo vá, đầu trần chân đất, đi từ Nam ra Bắc, thực hành hạnh đầu đà của Phật giáo đã gây chấn động dư luận Việt Nam. Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhanh chóng ra thông báo khẳng định, người được mạng xã hội gọi là Sư Thích Minh Tuệ, không phải là tu sĩ Phật giáo. Thật mỉa mai, lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của các vị chức sắc Phật giáo quốc doanh lại giúp phơi bày cái bản chất giả tạo của chính họ. Trên mạng xã hội, nhiều người đã phân tích và phê phán thông báo này của Giáo hội Phật giáo Việt Nam khi yêu cầu không ngộ nhận ông Lê Anh Tú là nhà sư, một điều mà chính ông Minh Tuệ đã tự khẳng định. Nếu Giáo hội Phật giáo Việt Nam chỉ nói ông Tuệ không phải là thầy chùa trong hàng ngũ của họ thì chắc không ai mất công tranh cãi đằng này giáo hội phật giáo việt nam cả quyết rằng ông ấy không phải là tu sĩ phật giáo như thể ai muốn làm tu sĩ phật giáo tức là thực hành quyền tự do tín ngưỡng đã minh định trong hiến pháp và pháp luật thì trước tiên phải được họ công nhận thật buồn cười tu là sửa sửa mình cho tốt đẹp hơn phật dạy hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi giáo hội phật giáo việt nam lại đòi hỏi đi tu phải có giấy phép có môn bài phải nhập hội hiểu rộng hơn một chút bằng thông báo này giáo hội phật giáo việt nam muốn xác định rằng chỉ những thầy chùa được họ công nhận mới là sư thật ngoài ra đều là sư giả thật và giả ở đây không phụ thuộc vào bản chất của hành vi mà tùy vào sự công nhận hay không của một tổ chức mang danh tôn giáo nhưng vận hành như một đảng chính trị hoặc một băng đảng tội phạm từ một yêu cầu về mặt nhận thức không ngộ nhận, giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đi đến yêu cầu về mặt hành động, ngăn chặn, xem ra khá quyết liệt. Vấn đề ở đây là giữa hành giả thích minh tuệ và giáo hội Phật giáo Việt Nam, ai là sư thật, ai là sư giả, ai là con trưởng của Đức Thế Tôn dẫn thân thực hiện giáo huấn của Ngài nhằm vươn tới sự giải thoát, còn ai là kẻ núp bóng chùa chiền lợi dụng sự vô minh của dân chúng để trục lợi kính thưa quý vị sau một thời gian dài gây xôn xao dư luận hiện tượng thầy thích minh tuệ vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý của người dân cả nước sự kiện này mang lại cho chúng ta nhiều cảm xúc khác nhau vui có buồn có tích cực có tiêu cực có tuy nhiên nhìn chung đây đều là những bài học quý giá giúp chúng ta rèn luyện bản thân để sống tốt hơn trong xã hội cũng như trong gia đình hiện tượng thầy thích minh tuệ gợi ra một số điểm nổi bật như sau tâm hướng thiện là một nét cơ bản trong đời sống tinh thần của người Việt. Hình ảnh hàng trăm, hàng ngàn người chờ đợi và đón tiếp Thầy Minh Tuệ với tấm lòng ngưỡng mộ, cử chỉ thành kính là minh chứng rõ ràng cho cái tâm hướng thiện ẩn sâu trong lòng mỗi người. Giờ còn nhớ có cái gì nữa, giờ có một cái mạng không nên mấy ông muốn bắt thì bắt thì muốn giết thì giết thì con cần cho con sống thì con tu tiếp. Hạnh tu của Thầy Minh Tuệ đã lan tỏa sang các tôn giáo khác nhận được sự tán dương từ nhiều linh mục công giáo và tu sĩ Phật giáo hòa hảo. Những nhận định sâu sắc này giúp kết nối niềm tin của tín đồ nhiều tôn giáo khác nhau, gia tăng sự hiểu biết và cảm thông giữa con người, bất kể họ thuộc tôn giáo nào. Sau đây mời quý vị nghe một bài viết ngắn của một linh mục đạo công giáo chia sẻ về Thầy Thích Minh Tuệ. Bài viết có tựa đề Bước theo đấng kêu gọi của linh mục. George Tạ Duy Tuyển Năm 2022, có thể nói là năm rông bão của phật giáo việt nam khởi đầu là vụ xá lợi tóc và rồi trước sự nổi sóng của dân mạng sư trụ trì phải sám hối và xá lợi lặng lẽ trôi qua kế đến là nhiều vị sư nổi tiếng bị tẩy chay bởi những bài thuyết pháp kêu gọi cúng tiền bằng cúng dường thỉnh vong thỉnh oan gia trái chủ để tránh kiếp nạn hay để sung túc kiếp sau cúng dường là điều tốt nhưng không phải cúng dường thật nhiều thật hậu hĩnh để đổi lấy một cái mong muốn vật chất dẫn đến chìm trong tham sân si ngược với giáo lý nhà phật là buông bỏ mới có hạnh phúc gần đây xuất hiện một khách bộ hành với những mảnh áo ghép từ vải vụn và nồi cơm điện đi khất thực hàng ngày để tập sống khổ hạnh theo đức phật lại được tín đồ phật giáo ca tụng như một chân tu có người còn tôn lên như một phật sống sư minh tuệ không nhận tiền ngược với một số sư hiến kế kiếm tiền lộ liễu trắng trợn dẫn đến mất niềm tin nơi một số sư thầy những gì đang diễn ra nơi phật giáo cũng rất giống với thời kỳ khủng hoảng niềm tin của công giáo châu âu thời trung đại khi ấy giáo quyền lệ thuộc thế quyền nên giáo hội giàu có về tài sản về nơi thờ tự nguy nga và người tu đầy quyền bính chính quyền can thiệp vào việc chọn giáo sĩ và hậu quả là đời sống đạo đức của tu sĩ giảm sút niềm tin của người tín hữu cũng nguội lạnh dẫn tới hôm nay nhiều nhà thờ châu âu chỉ còn là nơi tham quan du lịch vì vắng bóng tín đồ. Vào thời điểm này, giáo hội xuất hiện những người chân tu sống khổ hạnh ngược với lối sống xa hoa của hàng giáo sĩ chạy theo thế quyền. Đó chính là Thánh Francisco khó khăn và Thánh Đa Minh. Các ngài đã lấy lại sức sống của giáo hội khi chọn lối sống thanh bần và cổ võ lần hạt kinh mân côi. Các ngài sống khổ hạnh không chỉ giới hạn vào chuyện thức khuya dậy sớm, ăn chay đánh tội, nhưng còn bao gồm nhiều hình thức khác. Cần cù học hành, tận tâm với nhiệm vụ, dành thời giờ săn sóc những người bệnh nhân, rời bỏ quê hương để đi truyền giáo, vân vân. Đó cũng là những hình thức khổ chế vì đức Kitô mà sống quên mình. Sự xuất hiện của sư Minh Tuệ không phải là làm cho Phật giáo tan rã giá, mà là đang cứu Phật giáo để họ đi đúng đường của đấng sáng lập là buông bỏ chứ không cầm giữ. Kính thưa quý vị, hình ảnh một người thuyết giảng bằng cách tấu hài thô tục nhưng vẫn được công chúng đón nhận là một trong những minh chứng đau lòng về nhận thức của người phật tử trước sự đúng sai trong tu hành hiện tượng thầy thích minh tuệ không chỉ lan tỏa trong nước mà còn ra cả ngoài nước tạo cơ hội để thế giới nhìn thấy chân giá trị của cộng đồng phật tử việt nam điều này làm sáng tỏ nhiều vấn đề liên quan đến phật giáo tại việt nam hiện tượng thích minh tuệ cũng làm rõ sự ngộ nhận rằng một nhà tu hành khổ hạnh chỉ lo cho bản thân mà không đóng góp gì cho xã hội. Hình ảnh thầy Minh Tuệ với đầu trần, chân đất, thái độ khiêm cung, lời nói nhẹ nhàng, cùng sự buông bỏ mọi giá trị vật chất đã giáo dục nhiều người về đạo hạnh và cuộc sống tốt đẹp, giúp công chúng nhận ra đâu là chánh pháp và đâu là tà đạo. Trong mùa Phật đản năm nay, số người chiêm bái và cúng dường tại hai chùa Phật Quang và Ba Vàng là 75.000 người so với 125.000 người trong mùa Phật đản 2023. Sự thay đổi này cho thấy hiệu ứng tích cực từ hiện tượng thích minh tuệ. Hiện tượng này cũng làm lộ rõ mặt hàng ngũ sảm tăng. Nhiều Phật tử mới hiểu ra rằng những vật phẩm xa xỉ như đồng hồ Rolex, điện thoại Vertu hay xe hơi Audi của một số sư thầy là kết quả từ tiền cúng dường mồ hôi nước mắt của họ. Cảm giác bị lừa dối, sẽ khiến họ tìm đến những con đường tu hành mang lại giác ngộ đích thực thay vì bị lừa bởi những kẻ lừa đảo. Những tăng dù có bất mãn cũng phải cúi đầu trước lẽ phải. Họ cố gắng cắt xén các buổi thuyết giảng, kêu gọi cúng dường và tuyên truyền những đạo pháp không có trong bất kỳ sách vở nào. Tuy nhiên, công chúng cần cảnh giác trước những phản ứng trả đũa của những kẻ bị mất mát cả về vật chất lẫn tinh thần. Sự giám sát chặt chẽ của công chúng đối với hành động của giới sàm tăng sẽ giúp hạn chế việc sử dụng sai mục đích tiền cúng dường. Điều này tạo cơ hội làm nhiều việc công ích cho chùa chiền và quảng bá đạo pháp chân chính hơn. Kính thưa quý vị, sự kiện một chiếc xe trị giá hàng tỷ đồng bị bom hàng của một kẻ tiêu biểu cho giới sàm tăng đã trở thành trò cười cho dư luận, làm nổi bật sự khác biệt rõ rệt giữa vị chân tu theo hạnh đầu đà và những kẻ lợi dụng danh nghĩa tu hành để sống xa hoa phung phí. Hiện tượng thích minh tuệ đã phơi bày sự bất ổn trong tổ chức Phật giáo hiện tại. Một tổ chức đang chịu sự chi phối của nhiều thế lực trong xã hội. Tổ chức này có dấu hiệu bao che cho những sàm tăng lừa gạt công chúng bằng cách kêu gọi cúng dường để trục lợi. Những người bị lừa gạt đó giống như những nhà đầu tư bỏ vốn ra mà lợi nhuận chỉ là những lời hứa hẹn háo huyền, những bài giảng đi ngược lại đạo Pháp của Phật giáo. Trong khi đó, những vị chân tu nói lời ngay thẳng như thầy Thích Minh Đạo lại bị kỷ luật ngay chỉ vì một lời nói chưa đủ nghĩa. Dường như bài nói chuyện của Sư Minh Đạo tán thán Sư Minh Tuệ đã làm phật lòng những kẻ ghen ăn tức ở và họ chỉ chờ một cơ hội nhỏ nhất để trả đũa. Từ sự kiện của Thầy Minh Đạo, chúng ta đau lòng nhận thấy nỗi cô đơn của những nhà tu chân chính. Họ không dụ dỗ hay đe dọa công chúng bằng những bài giảng chỉ nhằm vào công đức cúng dường mà âm thầm hoạt động Phật sự bằng những đồng tiền khiêm tốn của lớp Phật tử cũng thiếu thốn như họ, tấm lòng trọng nghĩa của họ vô cùng to lớn. Cho đến khi thầy Minh Đạo bị kỷ luật, nhiều người mới biết rằng thầy đang nuôi dưỡng nhiều trẻ em mồ côi, nhiều người già yếu bệnh tật. Thầy không kêu gọi cúng dường một cách rầm rộ, mà âm thầm làm những việc có ích cho đời. Vì thế, kiếp nạn thầy vừa trải qua khiến chúng ta ứa nước mắt khi nghĩ đến sự cô đơn của bậc chân tu. Điều này làm chúng ta tin rằng còn nhiều thầy minh đạo khác đang âm thầm lo cho đạo Pháp vẫn sống an bần lạc đạo trong nỗi cô đơn của mình. Họ xứng đáng được chúng ta tìm đến, chia sẻ những nhọc nhằn, giúp họ có điều kiện tối thiểu để hoàng dương đạo Pháp. Trong giới doanh nghiệp làm ăn chân chính, đã có những đơn vị quyết định thay đổi, sử dụng số tiền cúng dường vô ích trước đây để giúp đỡ những người bất hạnh trong xã hội, như trẻ em mồ côi, người già neo đơn và những người tàn phế bị bỏ rơi sau chiến tranh những suy nghĩ và hành động chính đáng này trong giới doanh nghiệp đang tạo ra hiệu ứng xã hội vô cùng to lớn góp phần giáo dục thế hệ trẻ về các vấn đề quan trọng của đất nước chúng ta có thể học được gì từ sư thích minh tuệ nếu chúng ta cũng cố gắng tu tập theo cách của sư như ôm ruột nồi cơm điện mặc y phục chắp vá cạo đầu đi chân trần để tìm kiếm sự giải thoát Tôi cam đoan rằng sẽ thất bại. Ngay cả những người đồng tu khổ hạnh hiện nay cũng vậy. Sư Minh Tuệ đã tu như vậy gần 7 năm nay và trở thành một bậc cao thủ về sự kiên nhẫn. Chúng ta chỉ cần học được một phần từ sự kiên nhẫn của sư đã là rất thành công. Để tu được như sư Minh Tuệ, cần hội tụ vô vàn đức tính như dũng cảm, kiên nhẫn, khiêm tốn và thật thà. Nói theo cách nhà Phật, đủ nhân duyên mới thành. Tuy nhiên chúng ta có thể học được từ vị sư này ngay tại nhà mình, ngay bây giờ mà không nhất thiết phải trải qua những hình thức khổ hạnh như sư Minh Tuệ. Điều quan trọng là chúng ta rèn luyện sự kiên nhẫn, một đức tính gần như quyết định sự thành công của con người. Sư Minh Tuệ đã tu hành theo con đường này gần 7 năm và trở thành một bậc thầy về sự kiên nhẫn. Chúng ta chỉ cần học được một phần nhỏ từ sự kiên nhẫn của sư đã là một thành công lớn. Thứ hai, chúng ta nhận ra rằng không cần phải thay đổi môi trường xung quanh cứ thuận theo tự nhiên mà sống nếu ai đó làm mình khó chịu hãy tránh đi nếu ai đó đã hãm hại mình cố gắng quên đi nếu ai đó nợ tiền mình mà không trả hãy tạm quên đi quan trọng nhất là quyết tâm thay đổi bản thân tạo ra những thói quen tốt như tập thể dục hạn chế nhậu nhẹt và cố gắng duy trì tinh thần tích cực hướng về những điều đẹp đẽ khi mình thay đổi môi trường xung quanh cũng sẽ thay đổi thứ ba chúng ta bắt đầu hiểu rằng tranh cãi ganh đua đấu đá không còn quan trọng nữa chúng chỉ mang lại năng lượng tiêu cực và vô nghĩa tự nhiên chúng ta sẽ hình thành sự khiêm tốn biết mình biết người và nhận ra sự thật của cuộc sống là rất giản dị và dễ sống thứ tư qua sự xuất hiện của sư minh tuệ chúng ta thấy rằng để sống để thở để đi càng ngày mà chỉ ăn một bữa chay và uống vài ngụm nước vật chất không quá quan trọng tiền bạc không phải là mục tiêu của hạnh phúc mà chỉ là phương tiện. Quan trọng là cách sử dụng nó. Thứ năm, danh tiếng và thương hiệu sẽ tự đến nếu chúng ta đủ kiên nhẫn và trong sáng với công việc của mình. Sư Minh Tuệ là một ví dụ điển hình. Dù không có quyền lực, chức tước, nhà cửa hay tiền bạc, sư vẫn rất nổi tiếng. Có rất nhiều điều để chúng ta học tập và chiêm nghiệm từ vị sư tuyệt vời này. Sự xuất hiện của sư Minh Tuệ như là nước mát tưới lên không khí ngột ngạt của thời mạt Pháp nhiễu nhương khi thật giả lẫn lộn khi hội đủ nhân duyên ánh sáng sẽ xuất hiện giúp chúng ta nhìn rõ nhiều điều cảm ơn sư minh tuệ chúc ngài chân cứng đá mềm tinh tấn và rực rỡ trên con đường tu tập của mình kính thưa quý vị một chuyện động trời đến nỗi hầu hết các tờ báo danh tiếng của quốc gia xưa nay đều nhất loạt đăng bài giống y hệt nhau xử phạt hai đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về tảng đá hình ông thích minh tuệ làm báo thời nay rõ sướng chả phải tư duy gì. Ví dụ, trên tin tức Thông tấn xã Việt Nam, chiều 4-7-2024, thông tin từ phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, làm rõ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với hai đối tượng về hành vi đăng tải thông tin bịa đặt, sai sự thật trên không gian mạng. Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng Chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh An Giang phát hiện hai tài khoản mạng xã hội YouTube do ông HVT, sinh năm 1992, trú tại tỉnh Kiên Giang, và ông Tate H. sinh năm 1984, trú tại tỉnh An Giang, đăng ký, sử dụng, đã đăng tải các video bịa đặt, sai sự thật về việc xuất hiện tảng đá có hình người, giống hiện thân của ông Thích Minh Tuệ tại phường Thới Sơn, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang các video do ông t và ông hát đăng tải bịa đặt sai sự thật gây hoang mang trong dư luận cơ quan công an tỉnh an giang đã mời ông t và ông hát đến làm việc tại buổi làm việc ông t và ông hát đã thừa nhận việc đăng tải tảng đá có hình người giống hiện thân của ông thích minh tuệ là thông tin tự suy diễn bịa đặt không đúng thực tế sau đó ông t và ông hát tự nguyện tháo gỡ các nội dung có liên quan đã đăng tải và viết cam kết sẽ kiểm soát chặt chẽ nội dung đăng tải. T không để xảy ra trường hợp tương tự. Xét thấy hành vi vi phạm của ông T và ông H có nhiều tình tiết giảm nhẹ như Vi phạm lần đầu, thành khẩn khai báo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên căn cứ khoản 1, điều 1 khai 1, Nghị định số 15, ngày 3 tháng 2, 2020. Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Cơ quan có thẩm quyền đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Tê và ông Háp mỗi người 5 triệu đồng. Thanh Sang, Thông tấn xã Việt Nam Hình dung về cái vụ phạt này lão già cứ nghĩ lẩn thận. Một, Từ nay cấm dân ta không được đăng thông tin tự suy diễn, bịa đặt, không đúng thực tế như trường hợp này, nghĩa là cấm tưởng tượng và liên tưởng. Hà, mà nếu đăng thông tin hình tảng đá, giống hình bác hồ, hay cụ đồ triều đang đâm chiêu nghĩ việc nước thì các đối tượng có bị phạt không nhỉ? Bà mà bỏ mẹ, an ninh sẽ hồi tố truy phạt thì chết cha. Các các đối tượng thông tin tự suy diễn, bịa đặt, không đúng thực tế. Lạc Long Quân lấy bà Âu cơ đẻ ra 100 quả trứng, nở ra 100 con. Sơn tinh, thủy tinh tranh gái hàng năm đánh nhau gây lũ lụt. Cậu giống 3 tuổi mà cưỡi ngựa sắt, cầm roi sắt đánh tan giặc rồi bay về trời mà chúng còn dựng tượng thánh gióng tốn bao nhiêu tiền. Trên mặt trăng có chú củi, chị hằng để lừa bịp trẻ em, vân vân và vân vân. 4. Đặc biệt, thông tin sai sự thật về tảng đá hình ông Thích Minh Tuệ đã bị phạt, thì các đối tượng nào bịa đặt sai sự thật sau đây chuẩn bị làm việc với an ninh mạng để nộp phạt. Bịa đặt hai tảng đá là hình gà trọi ở Vịnh Hạ Long, bịa đặt hòn vọng phu ở Lạng Sơn, bị đặt hòn trông mái ở Sầm Sơn, bị đặt hòn phụ tử ở Kiên Giang, đối tượng báo dân Việt còn bị đặt bẫy hòn vọng phu nổi tiếng ở Việt Nam phải phạt thật năng không chiếu cố gì hết. Năm các đối tượng phát ngôn thông tin bịa đặt sai thực tế, truy phạt thì tiền vô thiên lũng. Đến năm 2020 Việt Nam sẽ thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đến năm 2010 đường sắt Việt Nam sẽ đuổi kịp trình độ đường sắt Nhật Bản. Việt Nam sẽ chủ động làm mưa nhân tạo vào năm 2010. Phi thuyền Việt Nam đầu tiên sẽ đưa người lên không gian cuối năm nay, 2017. Trí tuệ nhân tạo Việt Nam khả năng vươn lên số một thế giới, 2018. Việt Nam sẽ lật đổ Facebook trong 6 tháng, 2010. 20 nước đặt mua kit phát hiện COVID-19 của Việt Nam, 2020. Việt Nam đặt mục tiêu lọt vào vòng chung kết World Cup 2022. Những chuyện bịa đặt của Thích Trúc Thái Minh và Thích Trân Quang thì phạt bao nhiêu cho đích đáng, vân vân, không thể kể hết. 6. Các nhà văn, nhạc sĩ, nhà thơ fan này truy ra bao nhiêu đối tượng chuyên suy diễn, bịa đặt, sai thực tế. Chỉ ví dụ trường hợp đối tượng Trần Mạnh Hảo trong trường ca, đất nước hình tia chớp, đã suy diễn, bịa đặt sai thực tế về hình đất nước Việt Nam, yêu quý của nhân dân Việt Nam anh hùng. Nào là đất nước hình, quốc võng, hình hạt bay, hình cái cây, hình con run bị xéo quẳng, hình ngọn lửa, hình em thắt đáy lưng ong, hình cái cày chìa vôi, hình chiếc đàn bầu, hình cái liềm, hình tia chớp. Đối tượng này phải phạt thật nặng cho chừa thói chuyên suy diễn, bịa đặt sai thực tế đi. Tóm lại, trên đất nước hình con run bị xéo quẳng, có biết bao nhiêu đối tượng từ thời Hùng Vương tới nay truyền suy diễn, bịa đặt, sai thực tế, bao nhiêu thông tin lan truyền trong xã hội gây hoang mang dư luận, cần phải truy phạt. Như vậy thì các đồng chí an ninh mạng và thanh tra thông tin, truyền thông thu về bộn tiền và không đối tượng nào dám suy diễn, tưởng tưởng tượng, liên tưởng mông lung nữa. Dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ta rồi ai cũng sẽ có đầu óc theo khuôn mẫu dập khuôn y như óc các đồng chí an ninh mạng. Tự hào nhất thế giới! Quý vị vị vừa nghe xong bài Thời an ninh mạng, vớ bẫm tiền phạt của tác giả Mạc Văn Trang. Tiếp theo mời quý vị nghe bài Có hay không cái khối đá trong hình của tác giả Thái Hạo. Thấy thông tin về vụ xử phạt kỳ lạ này, tôi phải search và đọc hàng loạt báo, tuy nhiên không một tờ nào nói rõ việc có hay không cái khối đá mà các YouTuber này đã quay trong thước phim của họ. Họ đã quay lại một tảng đá có thật hay đã cắt ghép, dàn dựng ra Điều này là cực kỳ hệ trọng, vì nếu họ chỉ quay lại cái khối đá có thật, chứ không dùng công nghệ để chế ra cái khối đá ấy, và nói rằng nó giống A, B, C gì đó, thì việc phạt là thiếu cơ sở. Người dân có quyền liên tưởng, tưởng tượng hay không khi nhìn thấy những hình ảnh trong cuộc sống của họ. Hai người này đã bị xử phạt 10 triệu đồng và buộc gỡ video tôi đành phải tìm xem nó có còn được lưu ở đâu đó trên không gian mạng hay không thì gặp rất nhiều thước phim ghi hình ảnh của một khối đá kèm theo lời thuyết minh rằng giống hình ảnh thích minh tuệ nhưng không chắc đó có phải thước phim gốc của hai youtuber kia hay không quay trở lại với vấn đề mấu chốt là có hay không một cái tảng đá đang tồn tại thật trên một ngọn núi ở an giang và được ghi lại như hình nếu có cái tảng đá đó thì mỗi người dân có quyền liên tưởng tưởng tượng, so sánh. Và đây không thể gọi là suy diễn, bịa đặt, rồi căn cứ vào đó để xử phạt được. Vì sao? Nếu cứ phạt kiểu này thì có nên xử phạt luôn nhà thơ Nguyễn Khoa Điểm khi ông viết Những người vợ nhớ chồng còn góp cho đất nước những núi vọng phu, cặp vợ chồng yêu nhau góp nên hòn trống mái, gót ngựa của thánh gióng đi qua còn trăm ao đầm để lại, 99 con voi góp mình dựng đất tổ hùng vương, những con rồng nằm im góp dòng sông xanh thẳm. Người học trò nghèo giúp cho đất nước mình núi bút non nghiền. Con cóc, con gà quê hương cùng góp cho Hạ Long thành thắng cảnh. Những người dân nào đã góp tên ông Đốc, ông Trang, bà Đen, bà Điểm và ở đâu trên khắp ruộng đồng gò bãi chẳng mang một dáng hình, một ao ước, một lối sống ông cha. Ôi đất nước sau bốn ngàn năm đi đâu ta cũng thấy những cuộc đời đã hóa núi sông ta. Đoạn thơ trên trích trong trường ca mặt đường khát vọng một tác phẩm đã được đưa vô sách giáo khoa hơn 30 năm rồi và học sinh lớp 12 năm nay cũng vừa thi xong. Rồi những chuyện thần thoại, những chuyện cổ tích, vân vân, với các hình ảnh tưởng tượng, ví von, liên tưởng, những lý giải về nguồn gốc các loài cây, loài con, các hiện tượng thiên nhiên, các vùng đất cũng sẽ bị xử phạt. Nhưng ông Nguyễn Khoa Điềm còn sống thì còn tìm mà phạt được. Chứ chuyện dân gian thì biết phạt ai đây? chắc chỉ còn cách xử phạt những người kể chuyện xử phạt các nhà sưu tầm các nhà xuất bản vì đã in các loại chuyện này và không chỉ việt nam ở đâu trên thế giới này cái sự tưởng tượng và bịa đặt như thế cũng tràn ngập chúng còn đi vào các sáng tác nghệ thuật trong đầy rẫy những câu chuyện chúng làm thành một trầm tích văn hóa sâu dày cho các dân tộc ấy xử phạt người dân vì họ liên tưởng một tảng đá với hình ảnh của ai đó vậy người dân giờ mất luôn cả cái quyền so sánh ví von tưởng tượng hình dung rồi sao mọi sáng tạo nghệ thuật và thế giới tinh thần của con người nói chung sẽ còn lại gì nếu ngay cả cái quyền tưởng tượng so sánh liên tưởng kia cũng bị xử phạt tôi mong rằng báo chí sẽ sớm thông tin chính xác chi tiết mấu chốt kia có cái tảng đá đó hay không và mong các vị luật sư sẽ tham gia bàn luận vụ xử phạt này dưới góc độ pháp lý để làm sáng tỏ vấn đề và tôi sẽ phản đối cái án phạt này nếu hai youtuber kia không bịa ra tảng đá ấy mà chỉ quay lại một hình ảnh có thật trong thực tế. Con người có quyền tưởng tượng, có quyền thấy nó giống ai đó và không thể bị xử phạt vì điều đó.